Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Linh Andy đây. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với con game bộ lạc H5 cực kỳ cute for my que các bạn ơi. Game này thì chơi quá chuẩn luôn rồi. Trong mùa dịch chơi thì quá ok các bạn nhá. Với rất là nhiều tính năng để chúng ta có thể trải nghiệm, cũng như là cực kỳ là ngầu luôn các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái tính năng nữa của cái game này mà mình thấy rất là thú vị luôn nhá, mà hiếm game có luôn ạ. Đó chính là cái tính năng kết hôn, sinh con các kiểu các bạn nhá. Uổi, dã man luôn, giống y hệt ngoài đời thực luôn các bạn nhá. Cho nên bạn nào có người yêu hoặc là có bạn gái thì rủ chơi cùng thì quá là chuẩn bài luôn rồi. Rồi hai bạn rủ nhau chơi cái tính năng này thì quá ngon luôn các bạn nhá. Rồi, đây ở trong phần sinh thạch nhá. Thì vào đây chúng ta có thể nhìn thấy cái gia viên của mình nha. Uầy, nhà của mình nhìn trông oách phết nhờ các bạn nhờ. Đấy, nhìn nơi ở này ngầu không? Nhìn đầu con răng kiếm gắt chưa? Ai à, con mình là con gái các bạn nhá. À, được, con gái được chứ sao. Mình đang nghĩ đến là phải đẻ thật nhiều. Đẻ thật nhiều con các bạn nhá. Làm luôn một đội bóng các bạn ơi. Ôi trời ơi, con ác bạn Ken này đẻ lắm thế nhờ. Dã man luôn, đẻ lắm vậy. Ôi ôi, đẻ thế này thì có mà thận yếu lắm các bạn ơi. Nhiều dã man luôn ạ. Nhưng hiện tại chỉ có con bé Trương Châu này là được cấp cao nhất và được ra trận đấy các bạn nhá, xuất chiến thôi. Còn lại mấy thằng cu con bé này thì chắc chỉ ở nhà này, làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa các kiểu các bạn nhá. Ui xài quá đỉnh luôn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thăng cấp nhanh nhá, để xem lực chiến nó sẽ lên được bao nhiêu các bạn ơi. Hiện tại lực chiến đứa con của mình là 82.9 triệu các bạn nhá. Thằng nhanh pha đê, ui ôi ngon. À, thiếu thịt nướng rồi các bạn à. Thế thôi, từ từ cứ phải nướng đã. Dần dần chứ ăn nhiều quá một lúc nó ngán các bạn ơi. Trang bị xem có cái gì hot không nào. Wow, dung luyện nhiều cái không dùng thế. Đấy, ui giời, con ác này đúng là nhiều cái đồ thừa nên là phải dung luyện hết đi các bạn nhá. Cường hóa các bạn ơi. Đây đây đây, ui giời, cường hóa nhanh luôn để còn lên lực chiến chứ. Xem nào, lên đi. Cứ cường hóa công chưa các bạn nhá. Tiếp theo này, ui cái món này ngon này. Ôi, nhưng mà cái ná này sao mà có cộng 20 thôi á? Uầy, thế thì phải cường hóa cái này là công kích cộng 3.240. Ô, tiếp theo là lên được 3.420 à? Để xem cái ná này xem nào. Uầy, công kích có 1.600 thôi HP. Ô, thế mình cường hóa vào cái này đi. Trời ơi, cường hóa thêm vào cái này nhá. Cộng cao lên tí, cộng 30. Rồi, chuyển sang cái giáp đi. Cũng phải cần phòng ngự chứ. Đâu thể nào mà công mãi được đúng không? Công thủ toàn diện các bạn ơi. Rồi, lên 30 nhá. Tiếp tục, lên 30 hết rồi các bạn ơi. Hiện tại theo như mình thấy ở đây có hai cái món đồ tím là hơi cùi bắp các bạn nhá. Thôi, bây giờ mình cứ phải mắc vào mấy cái món đồ xịn trước các bạn ạ. Hai cái món đồ tím này bao giờ có cái trang bị ngon ấy thì chúng ta thay thế vào, thì lúc đó cường hóa lên thì nó mới ok được nhá. Rồi, cứ cường hóa vào đây. Ô, hết rồi, buồn thế. Ok, rồi, như vậy là đã lên được một chút lực chiến các bạn nhá. Rồi, ở trong phần nuôi dưỡng này này thì chúng ta cũng có thể dùng những cái sách này này để nâng cấp lên các bạn nhé. Giáo dục luôn. Hôm trước mình đã đi quay cái vòng quay pet hạn giờ ấy. Uầy, được rất là nhiều những cái sách này nhá. Ôi, bây giờ tha hồ nâng cấp lên bạn ơi. Nâng cấp lên quá ngon. Ui, được chiến thắng nhiều ấy nhỉ. Được đấy, lên luôn. Rồi, hết sách rồi. Hiện tại là sách mau lẹ này vẫn còn 2 cuốn này. Úi trời, được quá nhỉ. Ấy, lại tăng thêm được cái học vị các bạn nhá. Giống ngoài đời thật phết đấy. Ngoài đời thật thì lớp 5, học hết lớp 5 thì là cũng xong cấp 1, là lên cấp 2 luôn. Quá chuẩn còn gì nữa đúng không các bạn ơi. Rồi, quay trở về gia viên của mình các bạn nhé. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể nâng cấp cái nơi ở của mình lên, nhìn cho nó ngầu các bạn nha. Còn đây, các bạn nhìn đi, đây là bạn đời của mình các bạn nha. Xời, giàu vì bạn, sang vì vợ và cả squad không phải sợ các bạn ơi. Dạ đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con, bọn nó bành sợ vợ, anh bảo chúng nó quá non luôn nha. Và các bạn có thể nhìn thấy, nhà của mình đang ở phẩm chất cao nhất rồi các bạn nhá. Xài, không cần cải tiến thêm gì nữa các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể thăng cấp nó lên cho nó oách các bạn nhá. Đấy, lực chiến tăng ầm ầm các bạn ơi. Thì khi mà thăng cấp này thì chúng ta lại cần phải kiếm cái gỗ các bạn nhá. Kiếm gỗ thì chúng ta có thể ra phần phụ bản này này. Đây các bạn nhìn thấy này, gia viên vật liệu xây dựng này. Hôm nay có thể càn quét 31 lần các bạn nhá. Rồi, đấy, như vậy là lại càn quét thêm được một chút các bạn ơi. Tiếp tục thêm phát nữa đi. Vừa mình còn quá nhiều kim cương luôn bạn ơi. Rồi, phát nữa. X2 lại một lần. Phát nữa xem nào. Phát nữa đi. Phát nữa. Đấy,
Đây cũng là một cái tính năng mà nâng cấp rất là nhiều lực chiến cho chúng ta. Chính vì vậy mà các bạn cố gắng đi phụ bài để lấy nguyên liệu nâng cấp nó lên nhá. Đấy, lực chiến gọi là tăng ầm ầm luôn các bạn ơi. Ngon. Rồi, thì ở đây còn có một cái nhà để nuôi thú các bạn nhá. Vứt thú vào đây luôn bạn ơi. Nhận thưởng luôn. Úi xời, quá ghê luôn ạ. Tiếp tục là nhận thưởng các bạn ơi. Để sùng vật vào đây trong một thời gian nhất định là chúng ta lại có thể nhận thưởng các bạn nhá. Để sùng vật vào đây cho trông nhà các bạn ơi. Đây giống như kiểu là trông nhà ấy các bạn ạ. Đấy, vứt vào ngay. Hiện tại nếu muốn mở thêm ô nữa thì chúng ta có thể dùng kim cương để mở các bạn nha. Đây, dùng kim cương luôn này. Xác định các bạn nha. Để sùng vật vào là ok luôn này. Mình để con chó gọi là răng kiếm kiểu công nghệ 4.0 ở đây. Nhìn cho nó oách các bạn này. Đấy, quá gắt luôn. Ở trong phần con cái này các bạn nhá, thì chúng ta có thể tham gia những cái tính năng, ví dụ như là thí luyện này hay là vào nghề này này, thì đều có thể lấy nguyên liệu cũng như nâng cấp rất là nhiều lực chiến nhá. Đây, mình sẽ đi khiêu chiến thử cho các bạn xem này. Đấy, nhìn thấy đội ngũ con của mình lúc nha lúc nhúc lên đánh chưa các bạn ơi. Úi xời ơi, quá ghê luôn này. Đội quân này nhá, ui dồi ôi, nhưng mà toàn con gái đấy các bạn ơi. Có mỗi một thằng cu thôi ạ. Ấn bỏ qua phát xem nào. Úi xời, thí luyện phát là quá ghê luôn. Các bạn thấy không, đàn con của mình thấy nào. Rồi, cảm giác như là gia đình đông con vui vãi nhờ các bạn nhờ. Đấy, cho nên là các bạn thấy không, ngoài tăng rất là nhiều lực chiến ra thì tính năng này cũng rất là vui và hài hước các bạn nhé. Nên là các bạn cứ rủ người yêu của mình đi, chơi cùng đi. Tham gia cái tính năng này quá phê luôn rồi các bạn nhé. Ở trong phần đội hình này thì chúng ta có thể thay thế ra trận những cái em mà lực chiến nó cao hơn. Đấy, xài. Tiếp tục thay thế nào. Trương Châu nào, đấy, như vậy là ngon hơn rồi này. Lưu đội hình các bạn nhá, lực chiến lại tăng hơn một chút này. Vào nghề đi các bạn ơi, nhận thưởng hết nhá. Nhận luôn đi chứ. Rồi, ok bạn ơi. Công việc thành công, làm nhiệm vụ xong là kiểu gì chả được nhận thưởng. Ngon, lại có thêm thịt nướng. Rồi, lúc nãy vừa hết thịt nướng đúng không? Bây giờ lại có thịt nướng rồi này. Úi xời, các bạn thấy chưa? Hiện tại thì mình có thể nâng cấp thêm cho một thằng cu hoa lâm này của mình lên nhá. Đây, thằng nhanh phát các bạn ơi. Hiện tại thì mình cứ all in vào Trương Châu phẩm đỏ các bạn ơi. Có gì đâu, bao nhiêu thịt là cho hết con nha con. Cố ăn học đầy đủ để mà gắng tìm nha con nè. Ok luôn bạn nè. Rồi, tiếp tục. Ui dồi, lại có thêm sách giáo dục này. Đấy, lúc nãy đi thì luyện được thêm mấy cuốn sách giáo dục các bạn nhá. Đấy, ngon liền các bạn ơi. Rồi, đó thì ngày hôm nay chúng ta vừa cùng nhau đi trải nghiệm một tính năng kết hôn sinh con đẻ cái, vừa tăng lực chiến mà đồng thời lại cực kỳ là vui luôn các bạn nhá. Nên nếu bạn nào mà đã chơi game bộ lạc H5 thì cố gắng là đừng bỏ qua cái tính năng kết hôn sinh con đẻ cái này nhá. Ok, còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.